phòng nhé. Giường bác xuống. Tất cảnh tổ ong nhé. Ong luôn. Nhộng ong nhá. Rất là khoái. Xem cận cảnh dưới tổ ong nhá. Ong bò vé. Sáng nay là đi mồi chim, là lên mồi chim mà thấy nhá. Rất đẹp luôn. Đó. Trên mình là rất nhiều ong nhá các bạn nhá. Đấy. Đó. Đồ bảo hộ nhá. Găng tay. Mình kết thúc video ở đây nhá. Thì lấy được về đến nhà mình review cho các bác xem lại tổ ong nhá. Thì kết thúc video ở đây nhá.